À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Hôm nay Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng chiêm ngắm cũng như là tham quan một số tác phẩm cây bonsai hiện có tại nơi đây. Đây là vườn cây bonsai ở thành phố Quy Nhơn. Thanh Phú cũng lướt qua một vài hình ảnh để gửi đến quý vị cùng anh chị em mình cùng thưởng lãm. Đôi khi quý vị cùng toàn thể anh chị em có hợp ý với tác phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình quý vị. Đây là một tác phẩm cóc xây kích cũng hàng xây lớn xây to. Đấy, Phú cũng lướt qua để anh chị em mình cùng xem như là hình dung. Đấy, cốt đẹp như một chiếc cầu. Cây này cũng mới vừa căn chỉnh lại vườn tây, cũng khá là đẹp mắt. Đây, cái cốt cũng khá là hay. Đấy, về tổng thể hai mặt. Bộ cốt đó là dòng cốc rừng nhưng mà được ghép cốc Thái. Đây, cái đoạn ghép nó đã to rồi, nó cũng nhanh cho quả. Cốc Thái được ghép vào một cái cốt cốc rừng. Khá là đẹp mắt. Đấy, cái đoạn trống bên dưới này anh chị em mình cũng có thể là mình trang trí phối cảnh. Đấy, xây to. Thì không gian ở khu vườn này cũng khá là rộng. Đây, rất là nhiều bonsai đủ chủng loại, đa dạng kích cỡ. Đây có một cây tùng Việt, cây vạn niên tùng trái. Tùng trái nha quý vị. Đấy, đang đọc non. Cây này nó vót nha, vót ngọn rất là nhỏ bé, hầu như nó cái kiểu như từ cây con đi lên, không có mặt cắt, tức là nuôi từ cây con. Cây vạn niên, đây là cây trái. Ủa, nuôi cái dạng tây dạng trăm, thấy cái tây một anh chị em mình thấy không, rất là to. Đấy, khá là chỉnh chu rồi, cũng có thể là anh chị em mình chơi được rồi, trang trí bố trí ra form ra dáng. Xây này cũng tầm 60 bề, khá là to. Đây, và một số hải châu. Mùa này thì hải châu cành nhánh xum xuê quý vị. Đẹp nhất là mùa hoa trái. Đây, có cả trăng đỏ. Anh chị em nào có chơi trăng đỏ thì cứ liên hệ nhà vườn.
Đây là me. Lọc me. Cây này nuôi từ phôi lên. Kén nuôi nó cũng to rồi. Cốt nó cũng duyên dáng. Một người bê. Đây là sam. Đấy, sam núi. Cây này mình tích rồi. Mà cây này hai thân. Một cốt. Một cốt hai thân. Sam trái. Mình tích hết rồi. Đấy là những hàng bưng bê. Đây, mùi quế. Hàng bưng bê. Cây này cũng mới cân lại bộ tán. Bưng bê, mùi quế. Thấy vậy chứ già lắm. Đấy, dần tay râm là cũng dày hết rồi. Cái chậu này nó hơi to. Thể mình sang một cái chậu nhỏ hơn, thích hợp hơn. Nguyệt quế. Đây, có cái xanh bám đá. Đây, cũng rất là khéo. Xanh bám đá mini. Dòng xanh quê. Cây này cũng già lắm. Đây, Hải Châu. Một người bê. Cây này cũng đã thả nhôm kẽm. Một người bê. Đấy, bên này cũng là Hải Châu. Đây, Linh Sam. Mấy cái dáng bay như này làm cái tiểu cảnh nó cũng hay. Đấy, Linh Sam. Tác phẩm ổi thì ổi mini. Nhìn cũng ngộ ngộ. Đấy, cái ổi mini. Nhiều chủng loại đa dạng kích cỡ quý vị. Đây là me. Đây cũng tầm tầm trung. Cây này kiểu văn nhân nhưng mà cốt đẹp. Một cây me văn nhân già lắm nha. Đấy, đường thân co lắc. Dần tay dần cán xương râm. Khéo cốt. Chắc cũng tầm 4 người bê. Tác phẩm me. Đấy, anh chị em mình xem. Châu. Hải Châu hai cái chân. Cây này dần tán dần râm nó cũng mềm hết rồi. Dần tán. Hai người bê. Đây là Hải Châu. Khu vườn này cũng rất nhiều bonsai. Đấy, cũng lướt sơ qua để anh chị em mình cùng ngắm. Có một cây
Cần Thăng ghép Cam Mỹ, trái đẹp. Đấy cũng là một cái xu hướng hiện nay nè. Cốt thì Cần Thăng đấy, ghép Cam Mỹ cũng hay. Chơi cây hoa trái đây và Linh Sam. Ô cây này siêu già nha, hai người bê Linh Sam dòng siêu bông. Đây một cây con mà nuôi lên già khiếp luôn. Linh Sam siêu bông, hai người bê. Khu vườn này quá nhiều hải châu quý vị. Rồi, để Thanh Phú ra cái đoạn phía sau này nữa nè. Để anh chị em mình cùng ngắm. Hải châu quá nhiều. Đây là cây chòi mồi. Ủa, cái chòi mồi này khủng khiếp. Chòi mồi thì trái liên tục. Đây là mai vàng, mai xuân. Xum xuê cả nhánh. Cốc. Bên này có một cây ngâu. Đây, cây ngâu. Cốt nó cũng hay. Đấy là một tác phẩm ngâu. Cốc đổ treo. Chậu đấy là chậu 50 á, chậu cốc 50 vuông. Đấy, hải châu. Có một tác phẩm si bám đá nữa nè. Anh chị em mình có chơi si. Đây, Thành Phú giới thiệu một cây si bám đá. Cây này đã thuần đá rồi. Nó rít chặt. Đây, cái dạng nuôi những cái tay, cán tay. Nục hết rồi đó. Tác phẩm này còn đang nằm một cái chậu to. Tại chậu nuôi. À, sắp tới thì ép vào một cái chậu nó vừa. Vừa thôi quý vị. Tác phẩm này nó nổi bật. Tại vì mình nuôi cái dàn tay này nó cũng to rồi. Mình không thả nữa mà mình ép lại cái chậu nhỏ cho nó vừa. Để cây nó cù gắt hơn. Si mà. Khi nó lực cái dàn tay rồi thì mình ép lại chậu cái gì. Đó, thuần đá. Có viên đá. Lật cái dàn tay rồi thì mình ép chậu. Quá khéo. Đây cũng khá nhiều si nè. Cốt si cũng hay. Khu vườn này cũng khá là rộng. Rất là nhiều. Bonsai. Đấy, mai chiếu thủy. Hầu như nó cũng đa chủng loại. Đặc biệt là hải châu nhiều hơn. Có cục ngầu. Ngầu to. Đấy, chia sẻ anh chị em mình một tác phẩm hải châu đột biến. Đây, giật đế lực kìa. Cái này đột biến nó có một cái cục nu. Nhìn hay không? Cục này càng ngày càng to. Á nuôi dàn tán bên trên. Khéo. Tất
Ổi, bằng lăng, nhiều bonsai. Sẽ để anh chị em cùng ngắm qua. Hải châu, rất nhiều hải châu nha quý vị. Đấy, thì để chia sẻ anh chị em mình cùng thưởng lãm và cũng có thể nói là giao lưu. Vì hôm nay thời tiết của miền Trung Bình Định cũng không thuận lợi lắm. Vì cũng mấy ngày mưa rồi. Đấy, để chia sẻ anh chị em cùng ngắm. Đấy, bên này thì một số tác phẩm hàng tay lớn, hàng kích cỡ như tác phẩm me chua trước màn hình. Cây này thì siêu trái. Về độ già thì cây này cũng cực kỳ già. Đây, anh chị em mình cũng xem nha. Đấy, qua nhiều năm tháng, tác phẩm me này nuôi cái dàn dàn tay xương tiếp không to cụ gắt hết rồi vót ngọ trái liên tục đấy trái đó quý vị cốt này nó cũng hay còn chân. Đấy, phần chủ. Cây này già lắm. Già khiếp độ già. Đây là xây kích cẩu nha. Khó mà vươn bê. Vì xây nó to. Siêu trái. Đây, có giấy Mỹ nữa nè. Giấy Mỹ. Yeah. Đây, phú cũng nước sơ. Để anh chị em mình cùng ngắm. Khế gân. Khế gân thì cũng... Yeah, quá chè. Yeah. Thân nó kiểu như nó quá đá luôn. Yeah. Nuôi dần tay. Cây này... quá trình nuôi cây này lâu tiếp độ già già móc mèo hết lực rồi thân nó kiểu như là thành đá đấy anh chị mình xem này hai người bê. Đây, chị Mỹ. Tiếp tục. Ok. Yeah, lắc lên. Để dặn nuôi. Lực cười. Nền chủ cò lắc. Đấy, giấy Mỹ. Chiêu dạ. Hai người bê. Đây là dúi. Dúi cốt quái. Kiểu hình thú. Xây dựng bông râm. To dày rồi. Đấy, thì anh chị em mình cùng thưởng lãm qua một không gian, một khu vườn.
cũng chiêm ngắm một số bonsai. Đấy thì Thanh Phú xin phép để kết thúc cuốn video này. Cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em bỏ chút thời gian xem hết video này quý vị. Rồi quý vị đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ quý vị. Quý vị cùng toàn thể anh chị em. Và hẹn lại quý vị anh chị em mình tập tiếp theo. Rồi Thanh Phú xin chào.